Hay thay, hay thay, các ông mới thành tựu việc thủ thắng đó, phải biết đều là thần lực của Phật. Cụ Thọ Thiện Hiện cũng đem sự việc vừa mới giáo hóa nước cận sự được sơ quả thưa lên Phật, Thế Tôn cũng khen ngợi Thiện Hiện phương tiện khéo giỏi. Diệu Cát Tường bảo Thiện Hiện nữ cận sự kia đã dứt ngã kiến, tức phi ngã kiến, cho nên Như Lai gọi là ngã kiến. Như vậy đại đức những ai phát tâm hướng đến Bồ Tát Thừa, đối với tất cả pháp nên biết, nên thấy, nên tin hiểu sâu. Tin hiểu thế nào? Nghĩa là tin hiểu đúng như pháp chẳng trụ nơi tưởng. Vì sao vậy? Đại đức Thiện Hiện, vì kẻ tưởng pháp tức chẳng tưởng pháp, nên Như Lai gọi là tưởng pháp. Đại đức nên biết, giả sử Đại Bồ Tát đem bảy báu đầy ắp trong vô số thế giới mà bố thí, lại có thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, cho đến chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu vì người khác chỉ dạy mà không có tường chỉ dạy, thì thiện nam thiện nữ vân vân này được phước báo nhiều hơn phước trước. Bây giờ Thế Tôn nói kệ rằng: tất cả pháp hữu vi như sao nhòa đèn huyễn, dương bọt mộng chớp mây, nên quán sát như thế. Khi Đức Bạc Già Phạm thuyết kinh này rồi, tất cả chúng hội Bồ Tát và các bí xô, thế gian trời người A Tố Là nghe Phật nói đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ 576.